Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ Hai ngày 4 tháng 3. Chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có nhiều điểm đột phá quan trọng nhằm phát huy hết các tiềm năng thế mạnh của địa phương, thể hiện được khát vọng vươn lên của tỉnh Thái Bình. Nhiều địa phương của huyện Kiến Sương thay đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Những điều cần lưu ý khi thực hiện sơ cứu người đột quỵ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết số 11 của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tuyên dương công an xã điển hình tiêu biểu năm 2023. Triển khai thực hiện nghị quyết 11 của Đảng ủy Công an tỉnh, lực lượng công an xã đã chủ động bám sát cơ sở, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, khảo sát tham mưu xây dựng hơn 2.000 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, trên 900 mô hình điểm chữa cháy công cộng, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, không xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ, không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an xã, thị trấn phải nắm rõ thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đồng thời xác định vai trò nòng cốt ở địa phương, tiếp tục củng cố xây dựng hình ảnh trong lòng nhân dân với tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an và xây dựng thế trận an ninh trật tự vững chắc ở cơ sở. Ngay sau hội nghị là chương trình giao lưu với chủ đề Lá chắn bình yên và tuyên dương 75 công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố tiêu biểu, xuất sắc. Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao quyết định về bổ nhiệm bố trí điều tra viên tại công an cấp xã. Tập trung đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp và triển khai xây dựng quy hoạch khu kinh tế Thái Bình là những giải pháp đang được huyện Tiền Hải triển khai tích cực để thu hút đầu tư trong năm nay. Huyện Tiền Hải đã phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh triển khai quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình, quy hoạch mở rộng và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiền Hải, quy hoạch khu công nghiệp Hải Long, quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Cửa Lân. Giai đoạn 2021-2023, huyện đã thu hút 27 dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng trên 330 ha, tổng vốn đầu tư ước đạt trên 14.600 tỷ đồng, dự kiến sử dụng trên 11.500 lao động. Ngoài ra, tập đoàn Gelesimco đã ký thỏa thuận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô tại khu công nghiệp Hưng Phú, nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Với tổng số vốn đầu tư khoảng 800 triệu đô la Mỹ, công suất đạt 200.000 xe một năm, dự kiến xây dựng vào quý 2 năm nay và đưa vào hoạt động từ quý 4 năm 2025. Lũy kế 3 năm trở lại đây, Tiền Hải đã có nhiều tổng công ty tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào địa bàn huyện như Gelesimco, Vigracera, Mikado, Damsan, Tân Đệ. Các nhà đầu tư đã được tiếp cận các thủ tục hành chính về quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng công trình, thủ tục đất đai và môi trường một cách nhanh chóng trong quá trình thực hiện đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi quốc gia hay mỗi địa phương, quy hoạch chính là bước khởi đầu cũng như là tiền đề rất quan trọng, đặt nền móng và phương hướng mục tiêu cho sự phát triển trong tương lai. Xác định được tầm quan trọng của quy hoạch, nên thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã dành nhiều tâm huyết trí tuệ để xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây cũng là nội dung sẽ được biên tập viên Văn Ngọc trình bày trong chương trình Thời sự hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tỉnh với nhiều điểm đột phá nhằm phát huy hết các tiềm năng thế mạnh của tỉnh Thái Bình đã thể hiện.
là các cái điều chỉnh các cái quy hoạch phân khu và quy hoạch cục bộ khu kinh tế thì chúng ta đã đang triển khai thực hiện rất là tích cực và tới đây sẽ hoàn chỉnh. Vấn đề thứ ba là về hạ tầng của chúng ta đã có những cái dấu hiệu rất là tốt. Thứ nhất là cái đường ven biển hiện nay chúng ta đã cơ bản hoàn thành. Đấy, các nhà đầu tư đến thấy rất là phấn khởi. Thứ hai nữa là cái đường cao tốc mà CT08 từ Thái Bình đi các tỉnh thì đây là những cái điều kiện rất là tốt cho các doanh nghiệp khi mà vào thực hiện đầu tư tại tỉnh nhà. Trong quy hoạch tỉnh, tỉnh Thái Bình cũng xác định 3 khâu đột phá then chốt: xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối trong tỉnh và với các trung tâm kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ, phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi. Thái Bình đang dồn nguồn lực để xây dựng các tuyến giao thông trọng điểm, phá vỡ thế ốc đảo của tỉnh, tạo hành lang giao thông kết nối vùng và liên vùng, từng bước xây dựng cảng biển Thái Bình, quy hoạch tuyến đường sắt Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh và đề xuất hình thành cụm cảng hàng không lưỡng dụng sau năm 2030. Những tuyến trọng điểm hình thành sẽ giúp Thái Bình kết nối thuận lợi với các tỉnh thành trong khu vực và cả nước, nhất là Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Tuyến đường cao tốc CT08 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm vừa rồi. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các ngành liên quan để tham mưu cho tỉnh cố gắng thực hiện các cái thủ tục đầu tư để khởi công dự án vào trong năm 24 này. Thế và cái quy hoạch được duyệt vừa qua cũng là những cái căn cứ pháp lý và cơ sở rất quan trọng để tỉnh Thái Bình tiếp tục đầu tư các cái cơ sở hạ tầng giao thông. Đấy, đặc biệt là thu hút đầu tư về các hệ thống cảng biển, cảng ngoài khơi, từ đó là thực hiện các cái dự án phát triển kinh tế trọng điểm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong quy hoạch tỉnh Thái Bình xác định các cực tăng trưởng chính kinh tế của tỉnh đó là khu kinh tế Thái Bình và phát triển các đô thị. Bởi vậy, việc tập trung các giải pháp để đẩy mạnh đô thị hóa, tạo sự lan tỏa trong phát triển là giải pháp rất quan trọng nằm trong quy hoạch tỉnh. Một điểm nhấn rất quan trọng trong quy hoạch tỉnh đó là Thái Bình tập trung quy hoạch hệ thống đô thị. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa phải đạt 35% trở lên và xác định đô thị sẽ trở thành các trung tâm động lực và lan tỏa phát triển. Tập trung xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị xanh, hiện đại, có bản sắc riêng, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, thương mại, thành phố cảnh quan hai bên bờ Trà Lý. Đồng thời xây dựng một số đô thị loại 3, loại 4, đô thị phục vụ khu kinh tế Thái Bình theo hướng phát triển xanh, hiện đại. Bởi vì chúng ta xác định là khu kinh tế là động lực để phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới. Và cái việc phát triển đô thị đấy sẽ góp phần trong cái quá trình phát triển khu kinh tế. Cái thứ hai nữa là cái cực là đô thị trọng điểm, đó là cái khu vực của trung tâm thành phố Thái Bình. Ngoài ra nữa thì định hướng của tỉnh là phát triển một cái khu đô thị hỗ trợ ở giữa, đó là cái đô thị Trà Giang. Đây cũng là cái đô thị để hỗ trợ cho cái việc phát triển kinh tế của cả hai vùng. Chúng tôi cũng kỳ vọng là cái việc mà phát triển các hệ thống đô thị này nó sẽ là cái động lực để phát triển kinh tế hộ của tỉnh trong thời gian tới. Này, chúng tôi cũng nhận thấy rằng một cái sự cố gắng rất cao, một cái sự tâm huyết, tự trách nhiệm, một cái trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình cùng với các chuyên gia, các nhà tư vấn mới ra được cái quy hoạch trong suốt cái thời gian vừa qua. Mà thực sự đây là một cái quy hoạch rất sức là ấn tượng, nhiều tỉnh không có thể có được. Tỉnh Thái Bình có quy hoạch này mừng lắm. Bản thân các doanh nghiệp khi đọc báo thấy rằng là chính phủ phê duyệt thì các doanh nghiệp cũng nghĩ ngay đến cái chuyện là chiến lược của doanh nghiệp Bình sẽ phát triển như thế nào để đồng tốc với sự quy hoạch phát triển của tỉnh Thái Bình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với hàng loạt các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong quy hoạch tỉnh cùng với sự quyết tâm của toàn đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tin tưởng rằng trong tương lai không xa, Thái Bình sẽ thực hiện hóa được khát vọng vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực đồng bằng sông Hồng, là nơi đáng sống trên chặng đường hội nhập và phát triển. Đến đây tôi cũng xin kết thúc phần trình bày của mình. Xin mời trường quay tiếp tục chương trình thời sự. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin quan trọng khác.
Chiều nay, Ban chỉ đạo kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm ngày thành lập thành phố Thái Bình, triển khai nội dung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm. Với chủ đề Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển, nội dung tuyên truyền tập trung về lịch sử, truyền thống, giá trị văn hóa đặc trưng nổi bật, tiềm năng lợi thế của thành phố, những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu nổi bật trong 70 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là 20 năm thành lập thành phố Thái Bình. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đã đề xuất nội dung hình thức tuyên truyền về các sự kiện kỷ niệm. Theo đó, ngoài các tin bài phóng sự phát sóng định kỳ hàng tuần, sẽ có các chương trình tọa đàm, phim tài liệu phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, dịp trước và trong khi diễn ra lễ kỷ niệm. Đại diện các cơ quan truyền thông của tỉnh cơ bản nhất trí với kế hoạch tuyên truyền, mong muốn các phòng ban đơn vị của thành phố tích cực phối hợp để việc tuyên truyền đạt hiệu quả. Đến nay, diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt 27,3 m², trong đó tại khu vực đô thị đạt 34,5 m². Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 75 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư đang triển khai đầu tư xây dựng với tổng quy mô trên 1.200 ha. Căn cứ số liệu dự báo tổng sản phẩm trên địa bàn, tỉnh Thái Bình phấn đấu mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 35 m² một người, trong đó khu vực đô thị đạt 39 m² một người và khu vực nông thôn đạt 32,3 m² một người. Yêu cầu đề ra của tỉnh là nhà ở mới phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn gắn với các dự án phát triển đô thị, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số, thiết kế mở rộng không gian tiện nghi, chức năng của căn nhà theo hướng phát triển không gian xanh, bền vững, phát thải thấp. Thay vì tập trung nâng cao năng suất, nhiều hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang quy hoạch tập trung thành vùng theo chuỗi giá trị sản xuất. Cách làm này đã làm tăng sản lượng và nâng cao chất lượng giá thành sản phẩm. Huyện Quỳnh Phụ hiện có 43 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, trong đó nhiều hợp tác xã đang tích cực chuyển từ mô hình sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Ngoài việc bố trí máy móc, cung cấp giống, hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, hợp tác xã còn hỗ trợ quy trình kỹ thuật, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nhằm thay đổi nhận thức, tư duy của người dân từ sản xuất truyền thống sang sản xuất an toàn. Hợp tác xã cũng đã xây dựng các sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác truy xuất nguồn gốc. Thưa quý vị và các bạn, thay đổi lề lối làm việc để mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính đang được nhiều địa phương của huyện Kiến Sương triển khai thực hiện. Mục tiêu là tạo ra một chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, từ đó tạo dựng được niềm tin với người dân doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hôm nay đến Ủy ban Nhân dân xã Vũ Trung để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, anh Nguyễn Mạnh Hùng được cán bộ xã hướng dẫn nhiệt tình, lại hỗ trợ anh đăng ký trên cổng dịch vụ công, anh thấy rất tiện lợi. Tôi thấy rất là nhanh và lợi, được cán bộ y tư pháp xã thì tận tình hướng dẫn. Giấy khai sinh này tích hợp với nhiều loại giấy tờ như là bảo hiểm y tế và một vài giấy tờ khác thì tôi thấy là rất có lợi cho con gái tôi sau này, và tôi thấy rất hài lòng. Sự hài lòng của nhân dân là đích đến của mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Vì vậy, cán bộ công chức xã Vũ Trung đã thay đổi phong cách từ hành chính sang phục vụ nhân dân. Nhiều nội dung mà người dân chưa hiểu, cán bộ sẽ đến tận nhà để trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện. Nhưng được cán bộ địa phương xuống hướng dẫn thủ tục tại nhà rất nhiệt tình, giúp tôi hiểu hơn về quy trình cấp sổ đỏ. Từ đó, tôi thực hiện thủ tục thuận lợi hơn. Có thể thấy sự thân thiện của cán bộ công chức chính quyền địa phương đã tạo ra tâm lý thoải mái cho người dân, giúp họ cởi mở hơn trong giao tiếp ứng xử, phối hợp tốt hơn trong giải quyết công việc, tạo nên sự khác biệt so với trước đây. Đây cũng chính là thành công của mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ được xã Vũ Trung triển khai thời gian qua. Qua lấy phiếu đánh giá về giải quyết thủ tục hành chính, người dân hài lòng về mức độ phục vụ của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa của địa phương. Tới đây thì chúng tôi vẫn là tạo điều kiện cho cán bộ nên là tiếp tục là đi học và đào tạo. Thứ hai là về địa phương là cũng là mua sắm thêm máy móc để giải quyết làm sao nhanh chóng, gọn gọn và không gây phiền hòa, sách nhiễu với nhân dân. Sự chuyển biến của cán bộ công chức xã Vũ Trung theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng bộ máy chính quyền thân thiện trong mắt người dân. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán tại các cửa hàng xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nếu đơn vị nào không thực hiện sẽ thu hồi giấy phép trong tháng 3. Hiện cả nước có 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2022. Đến ngày 1 tháng 2, có trên 6.000 cây xăng, chiếm 36% cây xăng trên cả nước thực hiện việc này. Một thông tin cảnh báo đáng chú ý. Thưa quý vị, thời tiết lạnh thay đổi liên tục khiến số ca tăng huyết áp cũng như đột quỵ tăng cao. Với những người bị đột quỵ, khâu sơ cứu đóng vai trò vô cùng quan trọng, do đó cần tránh một số điều khi thực hiện sơ cứu. Theo đó, cần tránh cho người bị đột quỵ uống thuốc bởi trong các loại thuốc có thể có thành phần chống đông máu khiến tình trạng chảy máu não nặng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Tránh trích rạch máu ở đầu ngón tay, ngón chân hoặc dùng các biện pháp dân gian như bôi vôi và lòng bàn tay. Tránh để người bệnh nằm bất động hoặc nằm tại nhà nhiều ngày sau đó mới đưa đến viện. Y tế cơ sở trực tiếp gần người dân nhất và được kỳ vọng với vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, cũng như sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật. Tuy nhiên hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến xã còn gặp khó, song cán bộ nhân viên trạm y tế đang nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, ghi nhận tại huyện Đông Hưng. Nếu như trước đây, bà Hà phải lên bệnh viện huyện để điều trị bệnh thoái hóa khớp cổ, vai gáy. Nay bà chỉ cần đến trạm y tế của xã, đã được bác sĩ khám và điều trị. Bà Hà thấy bệnh của mình được tiến triển tốt. Về trạm y tế xã điều trị thì nói chung là bác sĩ nhiệt tình, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt. Nói chung là từ hôm tôi điều trị đến nay là tôi đỡ khoảng 80%. Trước trạm xá mà chưa có bác sĩ về châm cứu chúng tôi đúng là thật đi vất vả lắm. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, một số trạm y tế thiếu bác sĩ, song các trạm y tế của huyện Đông Hưng đã chủ động khắc phục vươn lên, tạo được niềm tin ở nhân dân. Số bệnh nhân đến khám và điều trị tại trạm y tế xã ngày một tăng. Năm qua, các trạm y tế huyện Đông Hưng đã khám và điều trị cho hơn 124.000 bệnh nhân, tăng 9.600 so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khám bằng y học cổ truyền và y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại trên 37.000 người. Trạm y tế chúng tôi với 6 cán bộ nhân viên y tế chúng tôi khắc phục bằng cách nhất là tuyên truyền đến người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế. Thứ hai là khi người dân đến thì chăm sóc nhiệt tình chu đáo, hướng dẫn người dân làm các thủ tục cần thiết nhanh nhất để sao người dân không mất thời gian điều trị. Đối với trạm y tế thì cái công tác khám cho bệnh cho nhân dân thì là tất cả các cái bệnh thông thường, ví dụ như là bệnh viêm amidan cấp này, rồi là bệnh tăng huyết áp này, rồi là bệnh xương khớp, về cái xương khớp dạng thấp này, thoái hóa viêm khớp dạng thấp. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân để giảm thiểu cái áp lực lên tuyến trên. Những nỗ lực của cán bộ nhân viên trạm y tế cơ sở của huyện Đông Hưng đã góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, không chỉ giảm tải cho tuyến trên mà quan trọng hơn là tiết kiệm được chi phí, thời gian cho người dân khi khám và điều trị bệnh. Cuối chương trình là thông tin trong lĩnh vực an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Sơn, sinh năm 1972, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tối ngày 29 tháng 2 năm 2024, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Tiền Hải tiến hành kiểm tra tại tuyến đường DT462 thuộc địa phận thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 17K2-1519 do Vũ Đình Sơn điều khiển. Tuy nhiên, Sơn đã không chấp hành, lại có nhiều lời lẽ xúc phạm, lăng mạ Tổ công tác và dùng tay gạt văng máy đo nồng độ cồn trên tay lực lượng chức năng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện của Vũ Đình Sơn và bàn giao hồ sơ xử lý cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiền Hải để xử lý. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGO, VTVGO hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.